Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 1 sách I Learn Smart Start và làm một cái đề thi học kỳ 1. Ok, bài đầu tiên của chúng ta hãy nhìn ở bức tranh và hoàn thành những cái từ ta cho. Ví dụ đây là cái đầu. Cái đầu thì chúng ta đang thiếu chữ hờ. Chữ hờ, E-A-Z, đọc là head, head. Số 2, cái hình số 2 đây là monkey, con khỉ. Con khỉ thì phải viết như thế này này. Ok, monkey, chữ E, chữ I, chữ K, chữ E, chữ I, monkey. Và đây là bơi, bơi là swim, swim, bơi, swim, swim. Rồi qua bài exercise 2, choose the correct words, chọn từ đúng. It's an apple, nó là một quả táo, chúng ta khoan ở câu C, it's an apple. Câu số 2, phrase là mặt, mặt, touch your phrase là mặt. Câu số 3, nice to meet you, rất vui được gặp bạn. Nice to meet you. Khoan vào câu A. Sang câu số 4. Bây giờ chúng ta có hai từ cảm ơn nha. Chúng ta cần phải nhớ đó là thank you. Nó bằng với thanks. Có sợ đằng sau. Vậy thì chúng ta nhớ có chữ này ở đây rồi. Chúng ta chọn câu A là thank you. This is my gì? This is my sister này biết sai rồi. Chúng ta khoan câu B. This is my sister. Sister. Ok, sang bài số 3 la mã là bài đọc và chọn đúng bức tranh. DRA, đây là những quả trứng, đó là những quả trứng. Những quả trứng thì chúng ta, số nhiều chúng ta phải khoan câu A. She is my mother, bà ấy là mẹ tôi, mẹ thì phải khoan vào câu B này. Rồi, this is a snake, nó là một con rắn, thì khoan vào câu A. Sang bài số 4 la mã là bài sắp xếp lại. There is a garden. There is a garden. There is a garden. Ok, sang câu số 2 là you are welcome, trong sách hết. Sang câu số 3 là I can see an ant. I can see an ant. I can see an ant. Câu số 4 là is it a book? Is it a book? Câu số 5 là touch your leg. Touch your legs, sờ vào chân của bạn. Ok, đây là cái đề lớp 1.